xin chào tất cả mọi người. Hôm nay không biết là mọi người có khỏe không. Đêm qua nó mới mưa rồi, thả bẫy không có đi bẫy được, cho nên là hôm nay chỉ có một cái thùng chim này thôi. Nhưng mà cái thùng chim này nó rất là đặc biệt. Các anh biết vì sao nó đặc biệt không? Thì bây giờ em sẽ bắt đầu em khui cái thùng chim này ra cho các anh xem vì sao nó đặc biệt. Ok, các anh đợi em chút xíu nha. Để em đây, nó ghi nguyên chữ luôn là lửa mồi nè, thấy không? Đó. Này lửa mồi là cái bếp đó chứ không phải con chim chích cho lửa mồi ở trong này đâu nha. Ây da. Hiện tại thì ây da, cái con gì nó cắn em. Ok, em sẽ bắt ra. Cái lỗ này nó hơi nhỏ, bữa bị sảy chim á mấy anh, cho nên em dặn người ta làm cái cửa nó nhỏ nhỏ để mình lấy chim ra nó không có bị sảy, nhưng mà nó làm quá nhỏ luôn, mình thọt vô mình bắt chim ra không có được. Ok, ấy dạ. Các anh biết sao em bắt chim ra mà em không có quay không? Tại vì cái dòng này là cái dòng chim nó rất là đặc biệt. Chim này là người ta, các anh bây giờ các anh mà chơi chim họa mi hay chim thú gì đó là toàn chim của bên Trung Quốc thôi. Còn chim này nó không có ở Trung Quốc, cho nên nó là chim rất là lạ, cho nên em không có quay. Cho nên mong mấy anh thông cảm nha. Cái dòng chim này là ở bên Cam nha mấy anh nha. Đó, cái người bạn của em chơi giống như là dân tộc thiểu số vậy á, người ta ở rừng là nói chung là nó sát biên giới với lại Cam á, thì người ta bắt chim này ở bên Cam chứ không có bắt ở. Và cái dòng này là dòng khú nha các anh nha. Cái khú này em bảo đảm với các anh là ở trên thị trường là chưa có cái tiệm chim nào bán hay là bất cứ một cái vựa chim nào bán, em bảo đảm với các anh luôn. Dòng khú nha. Cái lỗ nó nhỏ quá, đâm vào em hơi khó lấy. Và hiện tại thì hôm nay nguyên một cái lô khú cam này á, em về là em chỉ còn dư được đúng một con thôi. Anh em nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ lại sớm giúp em nha. Cái dòng này nó rất là dễ nuôi và rất là dễ, phải nói là rất là mau hót. Dạ. Trời ơi, nó đang bấu chân em. Cái chân nó cứng quá, nó bấu cái tay gỡ không ra được nha anh ơi.
cái dòng khú này nó không có nhát giống như là những cái con khú da bò hay là khú bạc má hay là khú 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 môn gì đâu nha mấy anh nha. Khú này rất là nhanh dạn. Ngồi chim này hình như là có ai biết có người nào nuôi không, thấy đánh dấu à. Đây con chim bội, để em kiểm tra lại coi, lông nó hơi cũ. Đây con này thì cũng tương đối dài nha, cũng gần một gang tay của em á. Con này nó có cái dây rút ở trên nè các anh, thấy không? Bây giờ em sẽ cắt cái dây rút này ra, móng đầy đủ hết nha, mấy anh đẹp trai. Chim này lông cũ nha, nhưng mà chim xòe. Ok, em sẽ cho nó vô cái hộp nào bây giờ. Đấy, xòe nè. Chim nói chung chim em nhập về con nào cũng dài dọc xòe đẹp. Đó, chim lông cũ thì nói chim lông cũ. Con này cái mẫu hot nha, cái mỏ thì nó hơi ngắn. Mỏ nó ngắn lắm. Chim đó thì nuôi hot nó sẽ nhanh miệng. Sắp xong. Để có máy chuyển cho mấy anh nha. Đây là hình như là một gia đình hay sao á. Rồi, móng miết đầy đủ hết nha. Không có bị thiếu hay là bị dư cái móng nào hết nha. Đây chiếc máy. Ok. Các anh đợi em chút xíu để em dắt xe cho vợ em nó. Vợ em chở con em đi học cái. Cái bàn này hôm bữa bạn bỏ trong cái bạn này bạn mới nha các anh nha. Bạn này bạn bỏ chim ở trong cái thùng bia mà các bạn không có ngăn cái thùng bia ra. Bạn cứ dồn hết vô một đống trong cái thùng bia xong đâu. Chim nó chết rồi bạn sợ. Bữa nay bạn bữa nay bạn chơi cái thùng rất là to luôn. Hôm qua thì chơi hôm qua chơi cái nồi cơm điện. Bữa nay thì chơi cái bếp công nghiệp. Bạn này chơi rất là độc luôn đó. Cái này con mái ở chim này hình như là chim cặp á, nguyên một gia đình á. Rồi, ok hết rồi mấy anh ơi. Thì hôm nay về về rồi, bye bye con, đi học nha, học vui vẻ. Đó, thì hôm nay em về được nó độc nó lạ là vì chỉ có một con chim trống và hai con chim mái này. Là cái này cái bản này là bản chơi đánh lẻ nè. Các anh biết sao đánh lẻ không? Tại vì khi mà con chim trống con chim mái rồi sẽ có con chim trống và con chim mái, nhưng mà bản này á chắc có lẽ là bán cho cái người nào ở đâu đó ở dưới quê á, dưới những cái vùng bản á, chắc bán con chim trống rồi, cho nên chỉ còn con chim mái thôi. Đó, nó độc nó lạ rồi, là vì vậy. Tại vì em bản thân em đi bẫy chim mà em cũng biết mà. Tại vì khi mà đi bẫy chim, lúc mà đem chim về á, là sẽ gặp những cái người người ta gặp á, người ta gặp, người ta sẽ hỏi mua. Thì cái đó thì nói chung là để cho mấy bạn lâu lâu mấy bạn kiếm cỏ.
mình không có thể nào mình nói được với người ta, tại vì cái giá mình mua sỉ vô thì nó giá nó khác, còn cái giá mà bạn nó bán lẻ cho cái người mà người mua nuôi chơi nó sẽ khác nha. Cho nên cái vấn đề đó thì mình không có khe được với người ta, thì mình cũng kiếm sống thì người ta cũng kiếm sống đó, cho nên nó là như vậy. Mình biết nhưng mà mình vẫn nói chuyện với người ta bình thường, nói chung là mình biết nhưng mà mình vẫn để cho người ta làm ăn như vậy, tại vì lâu lâu thỉnh thoảng mới có người mua chứ không phải là có người mua thường xuyên. Nếu mà có người mua thường xuyên mà cứ gửi chim cho mình, mà thí dụ như là bạn làm mái không thì chắc chắn là mình sẽ làm việc lại, còn cái này là lâu lâu thỉnh thoảng nó có một hai lần thì cái đó mình không thể nào mình có thể mình nói được. Nói chung là những người thợ bẫy thì mình luôn tôn trọng những cái người thợ bẫy đó. Thì cái con chim này em bảo đảm với các anh là các anh nếu mà lấy cặp về các anh nuôi ghép năm sau nó đẻ, tại vì nó là cặp gen của nó. Con này con mái của mái con nè. Còn con chim trống này nếu mà anh em mà không nuôi ghép, các anh nuôi hót, con này sẽ rất là nhanh hót. Chim này rất là dài nha, dài dọc đẹp. Các anh cứ để ý hai cái cánh của nó rất là dài. Cái dòng này nuôi hót nó ra hình rất là đẹp rồi. Và cái điều em muốn nói nữa là hiện tại em có một cái con lửa hầu trắng, con lửa hầu trắng nha, thì em sẽ chèn cái clip vô ở cuối cái sau khi em tắt cái chương trình này, em tắt đi thì em sẽ chèn cái clip vô con lửa hầu trắng. Nếu mà anh em nào có nhu cầu muốn mua con lửa hầu trắng này thì xin vui lòng liên hệ lại số điện thoại của em thì em sẽ báo giá lại, tại vì con chim này không phải của em là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hiện tại cũng không có ở nhà em, người ta bẫy được. Con chim này nó mới là chim trưởng thành thôi, chưa có mùa rừng. Cái hầu nó trắng nha, anh em nào muốn biết thông tin thì em sẽ chèn cái clip ở bên dưới để cho các anh xem cái hình ảnh con chim người ta bẫy về. Mà con chim này nó đã hot rồi, đã đứng lồng rồi. Rồi ok, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh trong cái video tiếp theo. Xin chúc tất cả các anh, các bạn cũng như là cô dì chú bác gì đó, tại vì trong cái thành phần chơi chim thì cũng có chú, có bác, có các chị gái, có các cô, nói chung là cũng có các cô mua chim của em rồi. Cho nên kính chúc toàn thể quý vị một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.